Đối tượng nào cũng đều cần được chú ý hết. Nhưng mà riêng đối với trẻ nhỏ và người già thì họ thường có hệ miễn dịch rất là yếu, và kết hợp với là họ vẫn chưa được tiêm vaccine. Thế là mình cần phải chú trọng về hai đối tượng đấy. Chúng ta thì cũng không cần quá phải bi quan, nhưng mà cũng không nên quá chủ quan. Vì hiện tại thì tình hình dịch bệnh vẫn rất là căng thẳng. Thì có những người bị hậu Covid như là ho kéo dài này, bị dị ứng phát ban, tim đập nhanh, phổi mình có những tổn thương, và nghiêm trọng hơn còn có người dẫn đến trầm cảm. Virus thì thường lây lan qua rất là nhiều đường và chủ yếu là hệ hô hấp và đặc biệt là vùng mũi. Đối với chủng mới Omicron thì nó còn rất là nguy hiểm, và mình sẽ lựa chọn cái sản phẩm là xịt mũi an toàn hiệu quả, dùng cho bệnh nhân có thể được kéo dài và tránh các tác dụng phụ. Đó là dung dịch xịt mũi Pidan được nhập khẩu bởi công ty trách nhiệm hữu hạn dược phẩm Rồng Vàng. Sản phẩm được sản xuất tại Pháp và được nghiên cứu lâm sàng trên người bệnh mắc Covid, kết hợp với được chứng nhận của FDA về sản phẩm có chức. Tại vì các bệnh nhân sau khi sử dụng sản phẩm ở bên mình thì thời gian mắc bệnh ngắn đi, giảm thiểu đi các triệu chứng và mệt mỏi, và tâm lý của họ sẽ thoải mái. Sản phẩm này có thành phần từ polymer và glycerol thực vật, nên là nó rất là lành tính, rất là an toàn và có tác dụng tạo một lớp màng phim kéo dài đến tận 4 giờ. Thế là nó cũng rất là lành tính thôi và cũng không ảnh hưởng gì nhiều. Hiện tại thì tình hình dịch bệnh của nước ta thì vẫn diễn biến rất là phức tạp, nhưng mà ý thức của người dân thì gần như là cũng đang rất là chủ quan và không còn coi trọng như trước nữa. Thì mình nghĩ là chúng ta nên bỏ cái suy nghĩ đấy đi, tại vì phòng bệnh vẫn hơn chữa bệnh. Chúng ta nên phòng để tránh tình trạng lây lan, tại vì hiện tại là dịch bệnh cũng hàng ngày cũng vẫn rất là tăng cao và tỷ lệ tử vong cũng rất là nhiều. Thì mình cũng chỉ khuyên mọi người là vẫn nên tuân thủ 5K và sử dụng các sản phẩm để giúp nâng sức đề kháng kết hợp và tránh tình trạng mắc bệnh và làm lây lan cho người khác.